Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh du lịch của Thành Lê USA nha Bây giờ mình xin chia sẻ với mọi người một tin khá là hay ho cho cộng đồng người Việt ở thành phố Houston bang Texas Đó là mọi người sắp có tiền à, Nghe tới là mà. Đó là lý do tại sao mọi người nên subscribe và share cái kênh mình nhiều nhiều vô Tại vì coi kênh mình là lúc nào cũng liên quan tới tiền vô hết Không có tiền ra mà tiền vô Nói chơi chứ quay trở lại chủ đề đại khái là bang Uh, thành phố Houston, hội đồng thành phố Houston vừa đồng ý <laughs> thông qua một cái ngân sách là 15 triệu đô chích từ cái gói cứu trợ của liên bang không? để mà hỗ trợ những người dân ở trong quận hạt Harris County tức là cái quận hạt trung tâm của thành thành phố Houston luôn á để uh, giúp mọi người uh, để giúp những gia đình có thu nhập thấp trả tiền nhà với số tiền là 1065 đồng một tháng không? những cái uh, thành phố khác như là trên Dallas hay là San Antonio nó cũng có những cái khoản riêng của nó nhưng mà trong video này mình chỉ nói tập trung ở thành phố Houston thôi nha Ok giờ nói tới khoản tiền là 1065 đồng á thì uh, so với cái uh, tiền thuê nhà ở dưới thành phố Houston đó, là mình thấy cái số tiền đó nó cũng uh, khá khá rồi không uh, nó cũng dư sức để mướn một cái apartment hai phòng này, uh, thành ra là đối với mà đặc biệt trong cái thời buổi kinh tế khó khăn như vậy không có hàng triệu người đang thất nghiệp và có hàng triệu người cũng chưa có nộp được tiền thất nghiệp nữa và càng không có tiền thất nghiệp nữa ừ. nhiều khi cái tiền, cái tiền cái dự trữ cũng đã cạn kiệt rồi thành ra cái tin này nó vô cùng là hấp dẫn đối với những cái gia đình đó ok vậy cái làm sao để mà những cái gia đình nào thu nhập thấp mà để Uh, qualify để mà xin cái số tiền uh, hỗ trợ <laughs> thuê nhà hàng tháng 1065 đồng này đó là những cái gia đình uh, thu nhập thấp nhưng mà quan trọng là trước đó mọi người phải trả tiền nhà đầy đủ ha tức là những gia đình thấp là uh, thu nhập thấp mà ở nhà mướn á, là trước đó là mọi người phải trả tiền nhà đầy đủ tức là hồi đó giờ mọi người không có thiếu uh, tiền nhà tháng nào hết và mọi người phải chứng minh là ừ Kể như cái tháng bắt đầu từ khi cái đại dịch xảy, Corona nó xảy ra là mọi người bị mất việc Mọi người bị cho nghỉ không ăn lương Hay mọi người bị giảm giờ làm hay giảm lương gì đó Đại khái là mọi người không có khả năng trả tiền nhà Kể từ khi cái đại dịch Corona nó xảy ra Chứ không phải là mọi người không có muốn trả tiền nhà đó là Bằng chứng là hồi đó giờ mọi người trả tiền nhà liên tục Thì khi đó đó à, trên không? Ph... Uh, và nếu mà mọi người thuộc uh, luôn, gia đình luôn không thu nhập thấp luôn á, thì khi đó là chính phủ nó sẽ xét và sẽ cấp hỗ trợ cho mọi những gia đình đó một đô một tháng để mà trả tiền nhà trong uh, thời gian diễn ra đại dịch, không còn nó kéo dài bao nhiêu bao lâu đó thì mình không ngành, à, cái đó mình phải uh, nghiên cứu thêm. còn bây giờ là nói chung là cái để mà qualify cho cái tiền hỗ trợ là đạt hai chỉ tiêu hồi đó là phải trả tiền nhà liên tục hồi đó giờ và yeah, phải chứng minh là không còn khả uh, năng trả tiền nhà là tại vì bị ảnh hưởng bởi đại dịch chẳng hạn như bị mất việc giảm đơn giờ à, phải thuộc dạng gia đình luôn không ha, không có thu nhập kho, uh, gia đình thu nhập thấp à. thành ra <laughs> mình thấy cái đó nó cũng khá là hay ho đó còn đối với những cái uh, người chủ ở phòng minh nào mà muốn tham gia vô cái chương trình đó để mà gọi là có tiền còn hơn không uh, đó ha, còn hơn là mà để mà nhận được tiền uh, từ nhà, uh, chương trình hỗ trợ nhà nước còn hơn là để uh, cho những người mướn nhà uh, còn hơn là siết những người mướn nhà xong rồi họ không có tiền trả tiền nhà luôn á thì họ phải bỏ hết các loại phí Đúng không? tức là họ không có được tính phí trả trễ hay là phí tiền lời gì ở đây hết Đúng không và họ cũng không có được uh, hâm he đuổi con người ta gì ở đây hết Đúng không đại khái là họ phải là một người chủ ở một mình mướn cho mướn nhà một cách gọi là lương thiện có lương tâm và đúng lực nhất không? thì khi đó đó họ sẽ được chính phủ hỗ trợ uh, trả tiền nhà tức là họ sẽ thâu được tiền nhà thay vì thay vì nếu mà họ làm căng quá thì tới lúc đó cái người mướn họ không có tiền trả họ không có được tham gia vào cái chương trình lấy tiền hỗ trợ của chính phủ đó để dành cho người mướn nhà tới đó là họ không có tiền mà họ cũng không có thể đuổi cái người uh, Mướn nhà mà không có khả năng trả trong cái thời trong cái thời gian diễn ra đại dịch luôn tới đó là họ cạn lộ thành ra cái tin này mình thấy là khá là hay ho đối với những gia đình nào đang mướn nhà và thuộc thu nhập thấp ở thành phố Houston đặc biệt là ở cái quận hạt Harris County đó đó Đấy không thì xin chúc mừng mọi người nha, hy vọng mọi người sớm có việc làm trở lại và có thể vượt qua đại dịch này một cách ngon lành Cả nào đạo ok đó, còn bây giờ thì uh, chúc mọi người uh, khỏe mạnh và may mắn nha. Thank you. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Thank you. Bye bye nào Bye bye.